Bạn là một người đam mê thư pháp nhưng lại không biết viết thư pháp. Bạn muốn viết thư pháp ngay lập tức mà chúng ta không cần phải có quá nhiều công cụ phức tạp và chúng ta có thể sử dụng ngay trên cái điện thoại của mình. Thấu hiểu được những nỗi lòng của các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ về cách chúng ta sẽ thêm thư pháp vào trong điện thoại, đặc biệt là trong ứng dụng Chemaster, chúng ta có thể sáng tạo ra được những hình ảnh, những video clip thật là tuyệt vời để chúng ta có thể gửi tặng bạn bè, người thân và đảm bảo bạn bè, người thân sẽ phải trầm trồ. Và xa hơn, chúng ta có thể biến trở thành những ông đồ cho chữ thời kỳ 4.0. Wow. Và tuyệt vời hơn nữa, nếu như các bạn có thể kiếm được 90 củ một tháng trên nền tảng xã hội. Ok, ngay bây giờ để không làm mất thời gian của quý khán giả, chúng ta sẽ đến với nội dung chính của video ngay sau đây. Các bạn sẽ bấm vào cửa hàng Google Play đối với Android và các bạn sẽ tìm kiếm WinZip. Đây là một cái ứng dụng mà chúng ta sẽ dùng để giải nén. Thì các bạn sẽ tải về, nó sẽ có biểu tượng giống như thế này. Sau khi các bạn đã tải ứng dụng WinZip về máy thì các bạn cứ để đó, chúng ta sẽ không tác động vào phần mềm này mà các bạn tiếp tục bấm vào cái đường link mà mình đã đính kèm ở bên dưới và các bạn sẽ truy cập vào. Ở đây thì các bạn có thể truy cập vào bất kỳ ứng dụng nào. Mình sẽ chọn ứng dụng Google Chrome để đăng nhập. Đây là một cái đường link mà mình đã tổng hợp một số cái phông chữ thư pháp để các bạn có thể thêm vào ứng dụng Chemaster. Và nếu như các bạn truy cập vào đường link này mà ứng dụng kêu các bạn đăng nhập thì các bạn sẽ sử dụng cái tài khoản Gmail của mình để các bạn đăng nhập và sau đó thì các bạn mới có thể tải được cái thư mục này về. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm nút tải xuống và chúng ta tải về. Ok, bây giờ là chúng ta đã tải xong cái phông thư pháp mà mình đã chuẩn bị sẵn. Sau khi các bạn đã tải thư mục phông chữ thư pháp về máy, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào trình quản lý tệp đối với Android. Và các bạn sẽ bấm vào bộ lưu trữ của điện thoại. Chúng ta bấm vào thư mục Download. Ở đây thì chúng ta thấy xuất hiện một cái tệp mà chúng ta vừa tải về, phông thư pháp miễn phí. Thì các bạn sẽ bấm vào và chúng ta bấm vào trích xuất tất cả. Chúng ta bấm trích xuất ra download. Ok. Như vậy là chúng ta đã giải nén thành công cái thư mục này. Bây giờ các bạn sẽ bấm quay ra. Thì chúng ta thấy thư mục phông thư pháp miễn phí hiện lên. Chúng ta bấm vào. Ở đây thì mình có tổng hợp 11 phông thư pháp khác nhau để các bạn có thể thêm vào ứng dụng Chemaster. Để có thể thêm phông chữ thư pháp vào ứng dụng Chemaster thì việc đơn giản đó là các bạn sẽ lựa chọn một trong 11 phông chữ và các bạn sẽ bấm vào. Ví dụ như mình chọn phông thư pháp sân thì ứng dụng sẽ hiện lên hỏi mình đây là loại tiệp gì, các bạn sẽ bấm vào tài liệu. Các bạn bấm vào chữ thêm nữa. À, các bạn thấy là có cái ứng dụng Chemaster ở đây, các bạn sẽ bấm vào. Và việc của chúng ta đó là chờ ứng dụng thêm cái phông chữ này vào. Và khi mà ứng dụng hiện lên chữ hoàn thành, có nghĩa là phông chữ của chúng ta đã được thêm vào, các bạn bấm OK. Để xem là cái phông thư pháp này có thể sử dụng được hay không, thì các bạn sẽ bấm vào tạo mới. Chúng ta tạo ra dự án mới. Và ở đây các bạn sẽ viết một cái chữ bất kỳ để xem là phông thư pháp sẽ như thế nào. Ví dụ như là mình viết chữ chúc mừng năm mới. Các bạn sẽ kéo phông chữ ra cho dễ nhìn. Sau khi viết xong thì các bạn sẽ bấm vào phông văn bản. Ở đây thì chúng ta thấy có một cái phông chữ của tôi thì các bạn sẽ bấm vào. Thì các bạn thấy rằng là phông thư pháp xưng chúng ta đã được thêm vào thì các bạn click vào, chúng ta bấm OK. Như vậy là chúng ta đã có một phông thư pháp thật là đẹp trong ứng dụng Chemaster. Và
Đối với các phong thư pháp còn lại thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Ở đây mình sẽ lấy thêm một ví dụ về một cái phong thư pháp khác. Ví dụ mình chọn phong thư pháp này để mình thêm vào ứng dụng Gmeter thì tiếp tục ứng dụng lại báo chúng ta rằng là chúng ta chọn loại tệp nào thì các bạn sẽ chọn vào tài liệu. Rồi các bạn bấm vào chữ thêm nữa, bấm vào Gmeter và chúng ta chờ cho cái ứng dụng này có thể thêm chữ vào. Và báo cáo với chúng ta là đã hoàn thành, các bạn bấm OK. Và chúng ta lại tiếp tục viết chữ khác để xem là cái phong chữ thư pháp này như thế nào. Ví dụ mình viết chữ vạn sự như ý. Rồi tiếp tục mình sẽ phóng to ra cho dễ nhìn. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào phong nhân bản, bấm vào phong chữ của tôi và các bạn thấy là cái phong thư pháp thứ hai đã được thêm vào ở trên. Rồi các bạn bấm vào và chúng ta nhấn OK. Như vậy là chúng ta đã có một cái phong chữ thư pháp thứ hai cũng rất là đẹp. Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ thêm phong chữ thư pháp vào Gmeter một cách đơn giản nhẹ nhàng và chúng ta sẽ trở thành những ông đồ trong thời kỳ 4.0. OK. Bây giờ xin kết thúc video tại đây và các bạn đừng quên nhấn chuông để nhận những cái thông báo tiếp theo về những video mới của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn lại những video tiếp theo.